Duy Mạnh tái xuất, tiết lộ từng bị trầm cảm nặng. Sau thời gian dài vắng bóng, ca sĩ Duy Mạnh chính thức trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm mới mang tên Họa sĩ Điên. Kể về cuộc đời của người họa sĩ tài năng nhưng cô độc, Duy Mạnh trở lại đường đua âm nhạc, kết hợp cùng họa sĩ Đoàn Nguyên thay vì khai thác cuộc sống sau ánh đèn sân khấu của người nghệ sĩ. Duy Mạnh lại chọn bóc tách những điều ít ai kể của một loại hình nghệ thuật khác là hội họa qua MV Họa sĩ Điên. Chia sẻ về cảm hứng của ca khúc, Duy Mạnh kể cách đây một thời gian, anh vô tình biết đến Đoàn Nguyên và tò mò với danh xưng Họa sĩ Điên nên tìm hiểu về những tác phẩm của người họa sĩ này. Sau vài lần nói chuyện, Duy Mạnh nhận ra giữa hai người có rất nhiều điểm chung, đều làm nghệ thuật, đều chọn cho mình một cá tính và con đường khác biệt nên dễ vấp phải những ý kiến trái chiều từ khán giả. Và đặc biệt là cả hai từng trải qua khoảng thời gian trầm cảm nặng. Nam ca sĩ tái xuất bằng một ca khúc nói về cuộc đời người họa sĩ khi có cơ duyên quen biết với họa sĩ Đoàn Nguyên. Tôi phát hiện ra rằng cuộc sống của người họa sĩ rất nhiều màu sắc, đầy đủ những gam màu từ tươi sáng đến u tối. Từ đó tôi có nhiều cảm hứng để viết ra bài hát xoay quanh những góc khuất của một con người cả đời cống hiến cho nghệ thuật. Sống trong cô đơn và tận hưởng sự cô độc, giọng ca Kiếp Đỏ Đen chia sẻ. Ca khúc là sự kết hợp giữa giai điệu ma mị và chất liệu nhạc hiện đại, cộng hưởng cùng chất giọng đặc trưng của Duy Mạnh. Phần lời với nhiều tầng ý nghĩa và chi tiết cài cắm được lấy cảm hứng từ cuộc đời họa sĩ Đoàn Nguyên qua ngòi bút của chính nam ca sĩ. Phần hình ảnh đầy tính nghệ thuật được ekip chăm chút đến từng khung hình. MV mang màu sắc u tối, trầm buồn đến từ những tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Đoàn Nguyên. Duy Mạnh mượn những bức tranh có giá ngàn đô của họa sĩ Đoàn Nguyên đưa vào MV. Ngoài ra, một trong những điểm đặc biệt của MV Họa sĩ Điên không thể không kể đến độ chịu chơi của giọng ca gốc Hải Phòng khi ngỏ lời mời họa sĩ Đoàn Nguyên và mượn những bức tranh với giá trị ngàn đô của anh để quay MV. Họa sĩ Đoàn Nguyên được biết đến với dòng tranh sơn dầu vẽ từ chất liệu sơn dầu và màu acrylic. Anh được nhiều người gọi với danh xưng là Họa sĩ Điên vì những video anh quăng quại, vẽ. Thi thoảng nhấp vài ngụm rượu, chính cũng thường tự nhận mình điên khi vẽ. Những tác phẩm nổi tiếng của nam họa sĩ xoay quanh chủ đề sen và Phật được giới chuyên môn đánh giá cao. Từng có thời gian dài bế tắc trong nghệ thuật, vài năm gần đây, Đoàn Nguyên gây sốt khắp cõi mạng nhờ các bức tranh độc đáo của mình.